Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Không tươi tắn như mùa xuân, cũng chẳng ảm đạm như mùa đông. Mùa thu ở châu Âu là mùa của sự lãng mạn và thơ mộng. Những cánh rừng và hàng cây dần thay lá chuyển sang màu vàng hoặc đỏ, tạo nên những bức tranh tuyệt mỹ. Mùa thu là dịp mà người dân châu Âu bước chân ra đường nhiều nhất. Họ nắm tay tung tăng dạo bước dưới những tán lá, thư giãn, đọc sách, picnic trên bãi cỏ tại những công viên nhuộm sắc vàng. Con người dường như lắng lại, sống chậm hơn để cảm nhận tiếng rơi khẽ khàng của những chiếc lá vàng, cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời của đất trời và cả sự bình yên của tâm hồn. Phương Mai xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với mục trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ những hình ảnh vừa rồi đã phần nào gợi mở đến cho quý vị và các bạn về chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay là gì, đúng không ạ? Vâng, đó chính là vẻ đẹp mùa thu châu Âu và cụ thể là của nước Pháp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn, cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp này qua những chia sẻ và qua những trải nghiệm của một vị khách mời đặc biệt. Anh là một ca sĩ đã trải qua quãng đời ấu thơ của mình tại nước Pháp và mới đây nhất anh đã có một chuyến đi dài trở về nơi đó. Xin mời quý vị trước hết chúng ta hãy cùng xem qua một vài hình ảnh của anh nhé. Vì anh nhớ một người đi xa mãi, có em nên anh đành lỗi hẹn, vẫn tiếc nuối một nụ hôn đắm say dành cho ai người đâu có hay. Dù xa cách tim còn luôn say đắm, cho dù tình này bao lỗi lầm, vẫn ước muốn một ngày mai nắng lên rồi em sẽ quên và chúng ta như chưa quen. Vâng, có lẽ bây giờ quý vị và các bạn đã đoán ra được vị khách mời của chương trình của chúng ta ngày hôm nay là ai rồi, đúng không ạ? Bonjour monsieur. Bonjour. Lời đầu tiên xin cho Ly gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày và gửi lời chào đến MC xinh xắn và duyên dáng của chương trình. Phương Mai hỏi anh Nathan Ly một chút là lúc nãy Phương Mai phát âm tiếng Pháp có chuẩn không? Ly biết là Mai lúc trước có học tiếng Pháp một quãng thời gian rất là ngắn đúng không? Dạ. Nên thế là cũng tạm tạm rồi, nghe cũng hiểu được. Nathan Ly kể nhiều hơn về chuyến đi vừa rồi đi. Đến châu Âu, anh đã đi những quốc gia nào? Phải nói rằng từ rất là lâu Ly không có dịp quay lại châu Âu. Phải từ hơn 3 năm nay, Ly cắm đầu vào công việc của mình. Chắc chắn là cái quãng thời gian cho dành cho việc du lịch Ly không có được nhiều như trước đây. Đây là một cái điều mà Ly rất là tiếc nuối. Cuối cùng thì Ly cũng đã sắp xếp được ngay sau sinh nhật của mình. Và đi một tháng liền đúng không? Đi cho một tháng trở về châu Âu, thật sự là một tháng. Nó vẫn còn chưa đã đâu. Nếu mà có thể được lần sau Ly sẽ cố gắng đi 2-3 tháng thì nó sẽ đã hơn, bởi vì châu Âu rất là rộng lớn và có rất nhiều nơi để đi và nhiều nơi để khám phá hoặc là tiếp tục khám phá, mặc dù mình đã biết nó rồi nhưng mà với cái trải nghiệm trước đây và cái sự trưởng thành bây giờ cũng như là cái nhu cầu con người bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ khai thác được rất nhiều cái điều hay ở một cái khía cạnh khác hoàn toàn. Ly ở Paris trong vòng 10 ngày. Ở Ý trong vòng 2 tuần và đi rất là nhiều nơi trên thuyền. Trước đây Ly đã từng đến Venice rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần này là lần đầu tiên mà Ly có cái may mắn đó là được đi du thuyền. Lần này Ly khám phá lại Venice ở một cái góc cạnh đúng như là một người đi du lịch. Nó khác biệt hoàn toàn. Và bây giờ mình cũng trưởng thành hơn nhiều, mình cũng sâu sắc hơn trong cách suy nghĩ. Nên là khi mà đi tới Venice mà cái cảm giác mà đứng ở đầu tàu, một mình ở đầu tàu, và cái thuyền nó tiến vào cảng ở Venice, và lúc đó là khoảng độ tầm 8 giờ tối, trời vẫn chưa tối trời quá, chưa tối. Vẫn còn ánh sáng, sáng lắm, sáng như là 5 giờ chiều ở Việt Nam vậy. Và thành phố bắt đầu lên đèn, xung quanh là lung linh màu đèn, ở dưới là biển nước. Cái cảm giác đấy nó tuyệt vời, như là trong mơ vậy. Thì Ly cũng rất là yêu thích Venice và yêu thích cái sự cổ kính. Và Venice nó lãng mạn và cũng rất là có một cái sự có thể nói là hoành tráng, bởi vì những kiến trúc cổ ở Venice rất là ấn tượng, và những ngôi nhà trên mặt nước thì Ly nghĩ rằng Venice là duy nhất. Tiếp là một cái quốc gia mà lần đầu tiên Ly có dịp tiếp cận, bởi vì khi ở châu Âu thì Ly chưa bao giờ có cơ hội qua tiệp khắc, và rất là bất ngờ bởi vì rất là đẹp, nhất là Pride
Praha. Và tại sao Ly thích Praha? Bởi vì Praha nó như là một cái Paris mà nó nhỏ hơn. À, có một đặc điểm nữa mà hầu hết tất cả mọi người ghen tị. Không phải là việc Nathalie đi như thế nào và hưởng thụ chuyến đi của mình ra sao, mà là Nathalie đã đến với châu Âu vào mùa thu. Là mùa mà tất cả những tín đồ du lịch đều mơ ước được đặt chân đến châu Âu. Phương Mai thì đã biết mùa đông của châu Âu như thế nào rồi, riêng mùa thu và mùa hè là chưa được biết. Thời tiết bắt đầu chớm thu á thì nó rất là đẹp. Nó mát vừa phải, trời không mưa và trời rất trong đúng không? Không mây. Bầu trời khá là trong và cái cảm giác nó rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Khi mà năm 12 tuổi Ly đến Pháp để sinh sống thì Ly đã lập tức yêu nước Pháp và yêu tiếng Pháp, và chỉ trong vòng Ly nghĩ 2 tháng Ly đã nói tiếng Pháp. Ở Paris ấy, đối với Ly lúc nào cũng lãng mạn, không chỉ riêng mùa thu. Có thể là mùa thu nó sẽ lãng mạn hơn những mùa khác. Trước khi chúng ta quay trở lại với nước Pháp, quay trở lại với Paris thân yêu của anh thì mình đi dạo một vòng qua mấy thành phố khác đi nhỉ? Anh có thấy mấy thành phố khác họ mùa thu có khác nhiều so với Paris không? Ly nghĩ rằng ở châu Âu có một cái đặc điểm chung. Tức là cái điều mà Ly rất là yêu thích ở châu Âu đó là cái sự cổ kính. Châu Âu là một cái nền văn hóa mà Ly nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời. Và Ly biết đến nó, Ly yêu thích nó, Ly khám phá nó và Ly tiếp tục mỗi ngày bất ngờ bởi cái nền văn hóa đó. Đối với Ly, châu Âu rất rất lãng mạn. Cái lãng mạn mà ở Mỹ không có được. Việt Nam thì lại lãng mạn theo kiểu khác, cũng có sự lãng mạn. Nhưng mà cái lãng mạn ở châu Âu thì nó nhẹ nhàng và nó day dứt. J'ai des emails à toute allure. Tu me réponds à tout à l'heure. Tu mets du rouge sur ta figure. Je mets du baume sur mon cœur. J'espère, j'espère, j'espère. Oh oui, j'espère. Mon caractère, j'espère. Lần này Nathalie trở về với Paris với tư cách là một du khách. Thì anh có để ý những người dân Paris lãng mạn, theo Phương Mai nghe đồn là rất lãng mạn, họ hưởng thụ mùa thu họ như thế nào không? Paris mùa thu thì với một cái màu sắc và một cái không gian hoàn toàn khác lạ, nhẹ nhàng, mát mẻ, thơ mộng. Những cái người mà có thời gian để họ đi bộ hay là tận hưởng những cái gì đẹp nhất của Paris, Ly nghĩ rằng đó là những bạn học sinh, sinh viên và những người già. Ly rất là thích cái hình ảnh của những cặp đôi mà tuổi bắt đầu xế chiều, họ ngồi ở công viên cho chim ăn hay là đi nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Sen, nó rất là đẹp và lãng mạn. Hay ngồi uống một cốc cà phê ở ngoài vỉa hè chẳng hạn. Đây là cái hình ảnh rất là đẹp. Còn ở gần Tháp Eiffel có một địa điểm người ta gọi là Champ de Mars, nơi có rất là nhiều người sinh viên họ đến, họ đọc sách rồi như là cắm trại ở đó vậy. Thì nó cũng rất là thú vị. Ở Paris á, có những cái ngày nếu mà họ đo cái độ ô nhiễm, mà nếu mà độ ô nhiễm đó cao hơn so với cái mức cho phép thì họ sẽ cấm tất cả người dân không được chạy xe ô tô, mà chỉ có thể chạy tất nhiên là tàu điện ngầm hoặc là đi xe buýt hoặc là đi xe đạp. Cái đấy Ly cảm thấy rất là tuyệt vời. Hai thời điểm mà Phương Mai thấy người ta hay nhắc đến nhất là mùa hè và mùa thu đúng không? Chính xác. Ly nghĩ rằng cái thời điểm mà tuyệt vời nhất để đi du lịch đó sẽ là vào tháng 8. Bởi vì ở Paris thì vào những khoảng thời điểm đó thì thời tiết rất là đẹp. Đợt vừa rồi khi mà Ly trở về Paris ấy, Ly trở về với đúng tư cách là một người đi du lịch.
chụp hình khắp nơi. Những điều Ly sẽ không bao giờ làm khi mà Ly sống ở bên Pháp chẳng hạn. Sẽ không bao giờ đi ra Khải Hoàn Môn để chụp hình, hay sẽ không bao giờ ra Tháp Eiffel để chụp hình chẳng hạn. Cụ thể là Natalie đi những đâu, kể cho Phương Mai nghe xem nào. Ví dụ như là Pont des Arts. Pont des Arts chắc chắn là một địa điểm mà Ly đã tới. Không thể không đến đúng không? Rồi Natalie có để lại một chiếc khóa nào đấy của mình với tên của mình và... Rất là buồn cười bởi vì lúc trước Ly có đùa với bạn bè và có nói rằng nếu trong tương lai có quay trở lại Pont des Arts là cái nơi mà nếu mà quý vị chưa biết tới thì là nơi là một chiếc cầu mà rất là nhiều cặp tình nhân mang đến những chiếc khóa và họ viết tên họ nhau lên, viết tên lên rồi họ khóa ở trên cầu và ném chiếc chìa khóa đó xuống dưới nước và để nó như là một cái sự gắn chặt cái tình cảm của hai người với nhau. Ly mới nghĩ ra là chắc trong tương lai mình sẽ có thêm một nghề, đó là buôn khóa từ Việt Nam qua và bán dưới chân cầu. Tại vì khách du lịch có rất là nhiều và thật sự khi mà đến Pont des Arts, Ly nghĩ rằng mọi người đều tự nhiên cảm thấy mình muốn yêu và muốn được yêu. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà mọi người cũng đang nói trong thời gian vừa rồi, đó là chiếc cầu đang trở nên quá nặng. Bởi vì bây giờ có thể nó nặng hơn đến hàng chục tấn vì những chiếc khóa. Nên không biết là trong tương lai họ sẽ làm như nào. Có thể là sẽ có một vài cặp sẽ bị cắt khóa. Mong rằng họ sẽ vẫn bền chặt. Ly chưa bao giờ có một chiếc khóa nào ở trên cầu Pont des Arts hết. Rồi còn chỗ nào khác nữa? Ví dụ mùa thu này thì mình nên đến địa điểm nào ở Paris? Đối với Ly thì Paris nó sẽ luôn là những cái địa điểm mà Ly yêu thích. Chứ chắc nó đã là toàn cảnh Paris. Nó sẽ là những cái nơi mà Ly có nhiều kỷ niệm cùng và những cái nơi mà đối với Ly nó rất là đẹp và lãng mạn. Có những địa điểm Ly rất là yêu thích, chẳng hạn như là quảng trường Concorde, vườn hoa Tuileries, sông Seine, có những cái quán cà phê hay những quán kem. Ly rất là yêu thích. Có những quán kem ở gần Notre Dame. Có một quán kem tên là Bertillon, là những cái kem làm từ chất liệu hoàn toàn là thiên nhiên và nó ngon tuyệt vời. Và nhất là những ngày mùa thu mà trời nó hơi se lạnh chút xíu, ăn kem nó rất là đã. Và có những quán cà phê Ly yêu thích như là cà phê Les Deux Magots hay là Les Flores. Những nơi Ly nghĩ rằng những người yêu Paris họ sẽ rất là cảm động khi nhắc tới, bởi vì đây là những địa điểm mà không phải là ai cũng biết nhưng nó đều gắn bó với lịch sử văn hóa của Paris. Cái điều mà Ly rất là yêu thích ở Paris đó là Ly có thể đi bộ được. Đi bộ là một cái điều Ly hoàn toàn không thể làm được ở Sài Gòn. Ly rất là thích đi bộ dọc bờ sông Seine. Ly có thể đi bộ một ngày vài chục cây số được ở Paris. Bởi vì với cái tiết trời nó mát mẻ và nó đẹp như vậy thì chắc chắn là kể cả đi, chắc chắn là đi hai mình thì sẽ vui hơn là đi một mình. Nhưng mà đi một mình thì mình cũng chấp nhận bởi vì thành phố quá đẹp. Và rất là nên thơ, rồi thơ mộng, rồi lãng mạn và rất dễ cho người ta bị yêu đúng không? Bị rơi vào tình yêu. Ly nghĩ rằng là Ly... Con đã bị rơi vào mối tình nào ở Paris chưa? Ly rơi rất là nhiều mối tình ở Paris. Lần này bây giờ Phương Mai mới chất vấn. đây là đang chất vấn nên đang tra hỏi đó. Không, Ly có cái tình yêu lớn nhất đó là tình yêu dành cho Paris rồi, nên là trở về Paris như là trở về với người tình của mình vậy. Và cái người tình này nó tuyệt vời lắm, bởi vì mình biết tất cả những cái điều hay nhất, đẹp đẽ nhất và tránh được những cái chưa được tốt, nên là Ly đã tận hưởng trọn vẹn cái chuyến du lịch vừa rồi ở Paris. Có rất là nhiều người đang cũng muốn rơi vào tình yêu, ngã vào tình yêu và lăn vào tình yêu ở mùa thu châu Âu, thì bây giờ anh sẽ có lời khuyên gì cho họ? Muốn đi mua sắm thì không nên mang theo quá nhiều đồ, bởi vì thật sự mua sắm ở châu Âu rất là thú vị, hấp dẫn, và nhất là nếu mà quý vị thích mua hàng hiệu thì hàng hiệu ở nước ngoài rẻ vừa nhiều vừa rẻ hơn ở Việt Nam đúng không? Rẻ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Cũng rất là nên cẩn thận với đồ đạc của mình. Ga tàu điện ngầm càng có đông khách du lịch thì sẽ càng có nhiều kẻ gian, nên phải rất để ý. Mà người Việt Nam mình bị một vấn đề lớn, đó là luôn luôn mang rất là nhiều tiền mặt ở trên người. Điều này điều khác biệt hoàn toàn so với người dân châu Âu. Rất là nguy hiểm đúng không? Rất nguy hiểm. Người Việt Nam mình quen tiêu tiền mặt quá. Và ngoài ra thì còn có những kinh nghiệm nào khác mà Natalie muốn chia sẻ với mọi người không? Ly cũng muốn chuẩn bị tinh thần cho quý vị, đó là khi quý vị qua Paris, quý vị đừng có mong đợi là người dân Pháp người ta sẽ niềm nở với mình. Người Pháp họ rất là lạnh. Rất là lạnh, và họ có một cái đặc điểm là họ không chịu nói tiếng Anh.
Họ chỉ nói tiếng Pháp thôi, và khi mà đến hỏi đường họ chẳng hạn bằng tiếng Anh thì rất có thể là người ta sẽ không trả lời bạn. Nên đừng có hụt hẫng quá. Và Phương Mai cũng rất cảm ơn những kinh nghiệm vừa rồi của anh Nathalie đã chia sẻ với Phương Mai cũng như là với khán giả xem truyền hình. Ly xin cảm ơn tất cả quý vị cho buổi trò chuyện thú vị vừa rồi, và mong rằng những chia sẻ nhỏ nhỏ của Ly có thể là bổ ích cho những cái chuyến đi sắp tới của quý vị.